Hôm qua gian nan, hôm nay con ta thật như là điều tươi mới. Bay cao bay xa, sân bay sân ga nhưng tỏa thấp cao trong trời. Người đẹp, người ngoan, người tài nô nữ. Tuổi già tươi xuân, sáng tươi muôn phần. Mình đi tham quan kinh thành Huế, bia quan họ Bắc Ninh. Người tặng bàn bia sóc trắng miền Tây. Ta nhảy múa cùng chiên nơi người cao đất sừng tây nguyên. Hành trình rực rỡ, Việt Nam sẽ danh rạng ngời. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Khi mà bắt đầu quay thì tất cả các ekip đã chuẩn bị khoảng gần một năm trời. Tất cả anh chị em phải tập trung cao độ về sức khỏe cũng như về kiến thức. Tất cả chuẩn bị. Sự thành công của một chương trình là nó góp phần mang lại nhiều giá trị. Và để có một chương trình thành công thì có nhiều ekip trong đó. Bằng mọi giá mình phải làm một chương trình có thể không hay nhưng không được tệ. Bởi vì tệ đó là vi phạm về đạo đức nghề nghiệp. Khán giả đã chờ đợi mình rồi thì mình có thể làm nó không tốt bởi vì khả năng mình không có. Nhưng mà cái việc mình làm nó đàng hoàng tử tế là mình dư thừa. Nên hứa quý vị là chúng tôi sẽ làm một cách tốt nhất để cho quý vị sẽ có những trải nghiệm tốt nhất. Mình được gửi gắm cái sự yêu nghề của mình ở trong cái show này. Mỗi một cái địa phương đi qua, mình lại cảm giác là mình yêu đất nước Việt Nam hơn. Mình yêu bản sắc, yêu con người, yêu tất cả mọi thứ thuộc về Việt Nam. Đây. Nếu Trường Giang dừng lại, Trường Giang không phải là người thất bại, nhưng mà Trường Giang làm cho chương trình thất bại. Cho nên là không bao giờ Trường Giang dừng lại trong những cái thời điểm như thế này. Xin chào tất cả mọi người. Wow. 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 Này đúng thiên cung luôn á. Ôi quá ngon. Yêu mọi miền đất nước, tiếng nói tiếng hát thêm duyên, yêu trang sử xanh khí thiêng non sông, ra dầu biển khơi chập trùng sông núi, đình lý trần lệ hàng ngàn năm trước, dòng chờ mẹ ru câu hò sông nước, dẫu đi thật xa chẳng sao quên được. Xưa ông cha ta đã xây dựng một Việt Nam hào hùng vươn cao. Hôm nay ta tiếp bước giữ gìn một Việt Nam biết bao tự hào. Nào cùng nhịp bước, ô
phong trận đất nước, cho tim nồng thêm tình yêu quê hương. Hành trình rực rỡ để lòng ghi nhớ, quê hương Việt Nam biết bao tự hào. Hành trình rực rỡ ôm lấy sắc hương Việt Nam tôi để lòng ghi nhớ, Việt Nam sáng danh rạng ngời. Hành trình rực rỡ 21:15 Chủ nhật hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VION. Một chương trình truyền hình thực tế mới. Hàng tuần rực rỡ, tự hào Việt Nam. Yeah! Nghệ sĩ và khán giả khắp ba miền cùng nhau chinh phục những thử thách. Chết rồi mọi người ơi. Chị ơi đừng làm thế. Anh ra cái gì? Ra cái vỏ. Em ra tô cháo. Trời ơi cái gì vậy trời. Trời ơi anh Giang có tuổi rồi. Bằng. Cố lên. Là những nét đặc trưng vang danh lưu truyền từ Bắc chí Nam. Ừ. Ôi trời ơi, vì sao lại bán rẻ thế ạ? Vì thích cháu thì bán. Ôi trời ơi. Những bước chân mở ra chân trời rực rỡ. Yeah. Những kết nối ngọt ngào, tim chạm trái tim. Xin chào bà con. Bà tay ta nắm nổi trời không nhà. Rung động yêu thương là tự hào cội nguồn. Em cảm thấy rất là tự hào cũng như là may mắn khi mà có được cái cơ hội để chứng kiến những cái sự hào hùng này. Phải xong cờ này anh em chúng ta gọi là thân thiết với nhau hơn rồi đó. Có thể nói đây là một hành trình mà em cảm thấy là có nhiều cảm xúc nhất đối với em hiện tại. Nếu Trường Giang dừng lại, Trường Giang làm cho chương trình thất bại. Cho nên là không bao giờ được gian dừng lại trong những cái thời điểm như thế này. Đây là một cơ hội rất là tuyệt vời mà chương trình dành cho tất cả chúng ta. Mà thật sự điên tử là em ước mơ đi lâu lắm rồi. Hồi Tết mẹ em bệnh hẳn lắm. Một bước chân của em á, em cầu với mẹ em đừng có bệnh nữa. Xưa ông cha ta đã xây dựng một Việt Nam hào hùng vươn cao. Hôm nay ta tiếp bước giữ gìn một Việt Nam đất ta tự hào. Ôm lấy sắc hương Việt Nam tôi để lòng ghi nhớ. Việt Nam vô vàn cung bậc cảm xúc sẽ có trong hàng đêm rực rỡ tự hào Việt Nam. Yeah! Đón xem vào lúc 21:15 Chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 năm 2023 trên kênh VTV3 đài truyền hình Việt Nam. Rượu này nhấp chén men say. Bà con hãy uống với em một ly. Rượu này là rượu bầu đá. Người ơi hãy uống cho nhiều. Này hãy uống đi chờ đừng yêu xìu. Mẹ ơi, mẹ cứu con.